Em xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh của đường phố Hà Nội hôm nay. Hôm nay có mặt ở khu Mega Grand Tour. Hôm nay thì mọi người đến đây chụp ảnh rất là đông. Ô tô đỗ kín đường rồi. Nên hôm nay cũng là thời tiết xanh đẹp. Nên em lại xuống đây để quay cảnh tượng cho quý vị và các bạn xem tiếp cảnh ở dưới này. Khu này là khu được xây dựng theo phong cách của Hàn Quốc. Rất là đẹp luôn. Giờ em sẽ đi vào trong này, xong chúng ta sẽ đi ra cái sân chơi chỗ giữa kia. Giờ đông luôn. Đây là một cái sân rất là rộng. Ở kia có đèn lồng xanh đỏ tím vàng. Bên này là một cái cây cầu Đông Tây. Cây cầu ở phía đông là phía bên này là khu của giống như xây thiết kế kiểu Hàn. Còn phía bên kia thì là của Tây, thì thiết kế theo phong cách như là châu Âu ấy. Bên kia châu Âu kia đông hơn. Bên này vẫn chưa có nhiều cái khu vực nhà hàng, cũng chưa được mở. Phía bên Âu kia thì mở nhiều rồi, thì du khách bên kia đông hơn. Bên này vắng hơn. Bây giờ chúng ta tiếp tục cùng đi dạo một vòng. Nhà đây thiết kế theo gam màu nâu, nền thì màu hơi xám đục, một phong cách rất chi là Hàn Quốc. Du khách ở đây, ở bên khu châu Âu thì du khách đến chơi nhiều, còn ở phía bên Hàn Quốc này rất nhiều du khách là khách hàng mua để sử dụng như là đầu tư. Em thấy nhiều người đang ngắm nghía rất là kỹ lưỡng, chứ không chỉ đơn thuần là chụp ảnh không, ngắm nghía xem xét kỹ lưỡng để họ mua. Đông đúc và nhộn nhịp ở phía bên trong kia. Ở phía bên ngoài này là vừa mới xây xong, vẫn chưa có cửa hàng cửa hiệu gì. Khu này cũng còn mới. Trước thì đoạn ở giữa kia có chương trình ca nhạc của văn hóa Hàn Quốc ở giữa cái sân kìa, ở giữa cái sân trong này đó. Tượng rất chi là đẹp luôn. Ở đây thì quý vị các bạn không thấy được cái sự đông đúc của khu này với khu này khu mới. Tí nữa em sẽ rẽ ra cái phía bên đường ở ngoài kia mà có cái biển hiệu Ocean Park.
du khách ở xa cái khu vực ở châu Âu thì bên kia đã hoàn thiện xong, đông nghịt luôn. Đây, đây có một cái cầu đây ở trạm dừng đỗ xe buýt, xe máy. À quên, để sạc điện. Ở kia có, đây có một số tuyến xe Ocean Park miễn phí. Tuyến Ocean Park, một số cơ Ocean Park sang đây thì miễn phí này. Mà một số tuyến như 05 hay 06 hoặc 06 07 thì sẽ được miễn phí. Có hai chuyến miễn phí và một số điểm miễn phí. Còn đâu là vẫn có chuyến mất phí. Đây bạn thấy đông. Phía bên kia đông thôi rồi. Đang ô tô đang vào tắc đường. Ô tô đỗ kín chỗ này rồi. Chúng ta xem tạm phía bên kia. Rồi đông đúc luôn. Cây cầu Đồng Tây đây. Kết nối văn hóa giữa phương Đông và phương Tây. Ở đây có rất là nhiều chỗ đỗ xe luôn. Tuy nhiên là có một số khách mới đến không biết, lại cứ đỗ loanh quanh ở đây, xong rồi tìm chỗ đỗ nhưng không được loanh quanh đây. Nhưng sự thật là đi lên trên kia nhá, 3.000 chỗ đỗ luôn. Người có thể đến đông chật kín nhưng mà bãi đỗ xe nhiều lắm. Mọi người cứ súng xe đỗ ở những cái đoạn đầu này thì mọi người cứ chen vào. Xong mọi người cứ nghĩ là hết chỗ đỗ, nhưng không phải, trên kia kìa. Đây chúng ta đi lên trên này nhiều rồi, là các ngóc ngách ở phía trong ngõ này nhá. Rất là nhiều đỗ, chỗ đỗ xe luôn. Đấy, trên kia cũng rất là nhiều chỗ đỗ. Hoặc đi quá lên một chút vào những ngõ đỗ. Chúng ta cứ đỗ mặt đường này thì không có chỗ. Được vài xe thôi. Rất là đông luôn. Giờ cũng sát đến giờ trưa rồi. Mọi người đi ở ngoài này đông nhất vào cái lúc 10 giờ. Bây giờ gần trưa rồi, mọi người đang ở bên trong kia đông lắm. Xe cộ chật kín. Rất là đông. Nhiều khi đi ô tô rất tiện, dần có khoảng trống là ta đỗ được ngay. Đồng tắc đường luôn rồi. Rồi vào đồng tắc đường luôn các bạn ơi.